má cám bắt dịch luôn nha anh em, uống má dịch ra giữa hộ ăn luôn, trời trời thứ gì chịu nổi. Con quá, con quá, con quá, con quá. Chưa đâu chú, nó còn ở bản đó chú. Má cái số mình không được cầm cần quýnh con bò hay sao mà đúng quá. Thằng Che đang chịu cắm mạnh nha. Anh em nào rảnh xuống bắt cá cho phụ vô hồ kìa. Cái này là siết cứng rồi đó. Không gì đâu, quýnh gì đâu, quýnh dây 70 siết con bò không ra luôn nè, quýnh không ra dây luôn, quýnh con bò vô nằm luôn. Đợt đó quýnh với cần dục hồ quốc an, máy làm nguyên lông mũi do cái dây này nhỏ mà phải cho ra chứ. Nó quýnh dây 70 thì còn siết lóc luôn, quýnh mấy lần rồi, đi được nước đè thôi, nước sâu cũng tưởng vô luôn rồi. Rồi quýnh dưới hồ kiến có cái dèo mà dèo lưới 70 á, đâu có nhả biên được, nhả lại mất. Quýnh dèo 70 siết cứng luôn mà. Ai biết đủ má nó dính cái gì, đủ má phải dính cái miệng không, nó mài dữ rồi. Nhỏ à. Chứ đi ra nãy kìm nếu được luôn, nếu lớn là kìm nếu được. Hay rồi, hay rồi. Rồi đuối chưa? Hồ bự này nó kêu dễ gì nó đuối. Rồi. Con bắt nữa. Ra quận này vô quận nữa nó nhóc. Chưa lên đâu. Rồi bò lớn luôn. Đúng bò lớn luôn. Cái đùi như bánh lái mà. Pháp. Còn con Mỹ ở cái đâu? Con Mỹ đây. Còn bò Mỹ đó đâu? Có bò Mỹ đó. Phải không? Vậy chắc như ta. Thằng thủ nữa vậy. Vậy chắc dư ta. Sợ nhất dây ép.
tối nay về chơi gì nổi nữa. Có bữa quýnh ba con á. Con căng thua mà nghĩ gì. Có bữa quýnh hồi kêu quýnh ngày quýnh ba con. Mà bắt một mà nó bắt mà. Có bữa ông bắt 38 con với hai con bò. Mà hồ 50 mét đó. Một mình quýnh quýnh về ngủ không được luôn. Nhất đất nhất kháng luôn hả? Quýnh không muốn xỉu luôn. Hồi kia 6 giờ nãy à. Mà ăn đến cuối. Ông quýnh đầu ra tí ông quýnh đầu mà hai cây quýnh hai mấy con. 20 con. Với con bò trong đó đó. Tự nhiên chộp chưa lên ra bên ngoài đứng phơi nắng. Chứ đâu hồng mà dễ gì nó vô được. Nắng quá chú ơi. Cô vô nghỉ mệt chút. Có nghỉ giữa hiệp nè. Ngóc đầu đã lên rồi. Nói gì nữa? Ngóc đầu đã lên.